Rồi, hello nha anh em. Nạp phép lên cái chiếc Wairo đi mới có 2-3 ngàn cây gì vậy anh em ơi. Ba ngàn bốn trăm ba mươi sáu cây vậy anh em. Xe rất là mới nha anh em ơi. Xe bao đúng đồng hồ anh em ha. Đầy đủ phụ kiện nè, khóa, gương, đầy đủ hết cho anh em luôn. Còn rất là mới nha. Em để trong này nó hơi bị bụi tí xíu, quý vị anh em thông cảm nha nè. Để em quay chi tiết cho anh em coi là anh em sẽ hiểu đúng không là đúng hay là không đúng anh em ha. Đó. Chấn tư luôn nha nè. Trong nước nó còn màu hồng nữa nè, đúng trong hãng luôn anh em ha. Vỏ zin theo xe nè. Vậy cui luôn nha nè. Tại vì nó đi 3 ngàn mấy thì chắc vỏ cái này là cũng hợp lý rồi anh em ha. Máy thì khỏi nói rồi, mới toanh mới toanh nha mấy, thì còn rất là mới luôn nha mấy, mới toanh dần 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 dần, thấy không, quy zin mâm vàng đồng, cái màu mâm vàng đồng này bây giờ rất là hot vậy nè, với cái hàng này bỏ mẫu rồi nè mấy, bây giờ nó không có còn đâu, còn quá mới luôn. Còn bộ chi tiết cho anh em coi nha nè, cốt chưa mở nè ha, bao anh em luôn. Mình coi cái vỏ nó năm mấy, 2020 nè ha, đời 2020. Nha, quá mới luôn nè mày, mâm vàng đồng, vỏ gai gió nè, quá trời bụi vậy. Này bụi nha nè, chứ không gì đâu nè, bụi dơ. Rồi xe nói chung là bao mới luôn, bao đúng đồng hồ như nè, phát hiện tô chua đốt xe bỏ luôn. Đó. Tiếp theo em lên em đỏ này luôn, đỏ này em đỏ này như là đi cũng tầm 10 ngàn vậy đấy, cũng còn đủ chìa khóa ha, mấy cái quan trọng này đầy đủ là ok rồi. Mới có 7 ngàn mấy rồi anh em ha, 7 ngàn mấy này, đỏ nhám vậy nè. Hồi này chắc bản 28 hay 19 vậy thôi. 2020 luôn hả? Wow. 2020 luôn. Mấy cái xe mới này sẽ chủ yếu là quay ra thống thoáng ra thôi nè. Chứ nó còn rất là mới luôn, là dòm ha, trắng tinh luôn. Chung nước còn hồng hồng luôn. Mới quên báo giá chứ này anh em ha. Chứ này anh em bán 55 triệu như nè. So với giá cũ này em bớt 2 triệu luôn ha. 55 triệu cho anh em luôn. Xe đẹp không lỗi luôn anh em ha. Mua xe ở đây thì anh em cứ yên tâm. Đâu đó rõ ràng nữa. Cốt cũng chưa mở luôn nha nè, ha, đây, chưa mở luôn ha, còn rất mới luôn. Mới 7 ngàn cây. Hồi này đầy đủ phụ kiện luôn ha, gương sổ thì còn đủ hết. Rồi này 52 triệu như nè. Con này
52 à, giá cũ hả? Này 51 giảm 1 triệu nha nè. Rồi ok anh em, xem xe nào được thì liên hệ ủng hộ phép nha anh em, xin cảm ơn. Wario màu xi măng à, màu rất là đặc biệt nha anh em, cho anh em đam mê cái màu này, thích cái màu này mà mình không phải bỏ thời gian đi tìm kiếm thợ rồi để chờ sơn nha anh em. Đó, màu xám xi măng, màu đang hot hiện nay nha anh em. 28 xe quá mới luôn nha nè, còn rất là mới. Bên em quay em giảm giá cho anh em nha nè, giá trên điện 51 ha, combo đen thui anh em thấy không. Đó, bữa nay anh em nào có nhã ý thì em bớt cho 1 triệu là 50 triệu cho cái mẫu cũ này nha anh em ơi. Mẫu này hiện giờ là hết rồi, trong hết không còn đâu nha anh em. Đủ hai cây chè cho anh em nha. Xe đi đường 18.000 nha anh em. Dòng này đi 18.000 thì không thấm thôi anh em ơi. Máy rất là chuẩn, ok nha anh em. Giờ hiện bây giờ hát họ đang bán mẫu 160 nha nè. Mẫu 160 thì cái ý kiến cá nhân của anh em như thế nào, phép xin cho xin ý kiến, tại phép chưa có mua được, chưa có review được cái xe đó. Anh em nào thấy đẹp tuyệt vời, thích thì cho số 1. Còn em nào mà thấy nó không có được đẹp, nhìn cái mỹ quan nó không được ok thì cho số 2 vậy nè. Chứ em thấy nó giống giống với NVX á, mà ở ngoài thì ở ngoài cũng chưa có thấy ở ngoài nên em thấy thoáng khóng hết rồi, chưa có trực tiếp mua thành ra cũng không có biết gì sao, máy móc đồ chưa đánh giá được. Để hôm nào mua cái đó về rồi làm cái video mà chạy thử đánh giá thực tiễn cho anh em xem. Nó mẫu mã nó cũng khác hoàn toàn, nó lên phân khối 160. Rồi ok anh em, giảm 1 triệu nha anh em ơi, là 50 ha. Anh em quan tâm điện, xe vỏ chưa thay luôn nha nè. Màu này rất đẹp, đẹp lắm anh em, nhìn rất là đặc biệt. Rồi nói chung dòng xe mới này thì chỉ quay vậy thôi anh em ơi, đại khái cơ bản nó vậy thôi, nó không có cần mà phải quay nhiều thời gian chi tiết giống như cái dàn xe cổ ha. Nó mấy cái dòng mười mấy 20 năm thì mình cần cái chi li, cần cái nhiều video chi tiết thôi, còn này thì nó vậy thôi, đại khái nó vậy thôi. Nó còn duy nhất đẹp không nổ bong chóc gì chân vậy nè, nó dơ nhìn nhện nó đóng lên kia đâu để lâu quá. Rồi anh em thì quan tâm thì alo, bất tiện phê pháo luôn. Rồi lúc xin cảm ơn anh em.